Xin chào mọi người và nhất là những người anh, người chị tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Đây là video clip em làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh chị. Một năm mà người ta gọi là năm tam tai năm cuối đối với những người tuổi Dần và đặc biệt là những người tuổi Nhân. Chữ Nhâm thì bị chữ Mậu của Mậu Tuất nó khắc nữa, thì rõ ràng là Nhâm Dần từ đầu năm đến giờ thì có cuộc sống, có cái công việc, có cái cuộc sống không như mong muốn, cũng không như là có nhiều điều trắc trở và không tốt đẹp. Tam tai thì có thể là Dần, Ngọ, Tuất là 26 là của người tuổi Dần, 27 là của người tuổi Ngọ và 28 của người tuổi Tuất. Tuy nhiên mà đối với người Nhâm Dần thì do là chữ Mậu của Mậu Tuất nó khác chữ Nhâm, cho nên là nó có chút khó khăn hơn ở trong cái công việc từ đầu năm tới bây giờ. Còn cái riêng mà cái phần mà gọi là tam hợp Dần Ngọ Tuất hóa tam tai thì nó sẽ chế hóa bớt cái sự xui rủi của người của các anh thôi. Các anh các chị thì là do là mệnh là kim bạc kim, tức là vàng mà bằng trắng đó, thì có nhiều cái điều nó không tốt đẹp ở trong cái năm mà Mậu Tuất này. Tại vì năm Mậu Tuất các thuộc mộc, nếu mà như xét về mạng là kim nó khắc mộc rồi, là bản mệnh khắc với lại năm rồi. Tuy nhiên là năm nay là can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa rất là vượng. Người Nhâm Dần năm nay thì luôn luôn cảm thấy khó khăn, sức khỏe luôn luôn có vấn đề, và đặc biệt là vào những cái tháng hỏa vượng như là tháng 5 âm lịch và tháng 6 âm lịch này. Hôm nay là mùng 4 tháng 6 rồi. Hai cái tháng thiên thượng hỏa gọi là hai tháng cực hỏa của năm Mậu Tuất 2018 làm cho các anh các chị có nhiều điều mà không được tốt đẹp. Thì các anh các chị là nam mạng có sao thủy diệu mà nữ mạng thì có sao mộc đức nè, thì cái sao thủy diệu thì người ta gọi là dễ có chuyện buồn, dễ có tang của đại tang, tang của những người lớn ở trong gia đạo, hoặc là có chuyện buồn về tình cảm. Rồi là nữ thì có mộc đức thì gọi là may mắn, danh lộc tốt, sao chủ của năm nay. Vận niên thì thử quy điền chuột về đồng thì là tốt đẹp. Tuy nhiên là hạn của người nam nó là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, cộng với cái sao thủy diệu mà gặp cái năm mà Mậu Tuất chữ Mậu nó khắc chữ Nhâm thì dễ có cái chuyện mà rầy rà ở trong công việc dẫn đến pháp đình ha. Trở lại với vấn đề chính là cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị, thì phải nói sơ như vậy để mà vận vào thì tại sao là tháng nào nó tốt thì là tốt cho người mộc đức nhiều hơn, hay là nó xấu thì nó người mộc đức sẽ đỡ xấu nhưng mà người thủy diệu thì sẽ xấu nhiều hơn. Thì đầu tiên là tháng 7 âm lịch năm nay là một tháng canh thân đối với năm Mậu Tuất 2018. Tháng canh thân thì thuộc hành mộc. Nếu mà xét về mệnh đó, là kim khắc mộc, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn, đã không tốt đẹp vì khi là kim khắc mộc của cả năm, gặp năm hỏa vượng, gặp mà kim khắc mộc như vậy, bổn mệnh tương khắc tháng như vậy, thì rõ ràng là sức khỏe và vấn đề tai nạn nhẹ rất là dễ xảy ra, và bổn mạng không tốt dễ xảy ra đối với các anh các chị. Mà khi mà bổn mạng bị tương khắc thì các cái tinh quân, phúc tinh, tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, làm cho cái không được tốt đẹp lắm. Cái bản mệnh sinh xuất tháng này và bổn mạng sẽ không được tốt đẹp ha. Thiên can thì chữ canh với chữ nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên mà xét về mặt nạp âm ngũ hành thì canh tân thuộc kim, nhâm quý thuộc thủy. Tuy như vậy là kim sinh thủy, rõ ràng là tốt đẹp ha. Nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh thuộc dòng tương sinh kim thủy thì rõ ràng là đem đến nhiều điều tốt đẹp, công việc dễ hanh thông và dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên địa chi dần thân là lục xung, mà lục xung là sao, là mô tả cái sự chống đối chọi với nhau, cho nên là các mối quan hệ và gia đạo ở trong cuộc sống rất là dễ sinh ra xung đột, đặc biệt với cái người có sao thủy diệu, tức là các anh nam mạng đó, thì vào cái tháng mà có lục xung như thế này thì rất là dễ xảy ra tranh chấp chia ly ha.
với những cái mối thâm tình, thậm chí là gia đạo và vợ con. Cho nên là nếu là các anh thì em nên nhìn, tại vì có ba cái để xét là có tốt hay không, tử vi có tốt hay không, thì mệnh thì bị kim khắc mộc và địa chi thì lục xung. À, như vậy phần công việc là tốt thôi, chứ còn và bổn mạng và cái địa chi này nó sẽ đem đến những cái điều không có ngoan quá ngon lành đối với các anh. Cho nên là các anh các chị cần cẩn thận, các chị cũng thế ha. Các chị thì có sao một đức thì là may mắn danh lộc tốt, chứ không phải là cái sao một đức nó cũng tốt đến cái phần gia đạo. Các chị mà sinh năm 62 thì cũng đã vào chuẩn bị vào cái giai đoạn mà nghỉ hưu, cho nên là các chị cũng không quá mong cầu cái việc mà công việc, mà chủ yếu là vẫn là về cái gia đình ha. Người nhâm dần thì nếu mà nữ mạng thì nhâm dần nóng tính ha, thích quán xuyến công việc. Người nhâm dần thì thích là người đàn ông mạnh mẽ hơn ha. Rồi tháng tiếp theo là tháng 8 âm lịch, tháng này là tháng trung thu đó, mà tháng 8 âm lịch năm nay là thuộc một tháng mộc, tháng này là tháng Tân Dậu. Như vậy tiếp tục kim khắc mộc, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn, đề phòng bệnh nhẹ nhàng. Dù gì thì nữa là kim khắc mộc chứ phải là mộc khắc kim, cho nên là cũng còn đỡ đờn đi chút ít. Thiên can tân nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như ở trên thì tân canh thuộc kim, nhâm quý thuộc thủy, cho nên là kim sinh thủy thuộc dòng tương sinh ở trong thiên can, cho nên là có thể nói là công việc không vấn đề, thậm chí có sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao. Địa chi Dậu Dần là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung hợp lẫn nhau. Như vậy là Dậu Dần thì không có vấn đề gì. Với cái tháng 8 âm lịch thì các anh các chị cũng chủ yếu để bằng bổn mạng của mình, sức khỏe là nhiều hơn, chứ không có vấn đề gì ở dưới cái việc cái phần công việc và các mối quan hệ cũng như gia đạo ha. Rồi tiếp theo là tháng 9, tháng 9 năm nay là tháng Tuất, người ta gọi là tháng Nhâm Tuất, một tháng thủy, tháng Tuất của năm Mậu Tuất, tháng Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất. Như vậy là xét về mệnh thì là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng hơi yếu, không có được tốt lành lắm ha. Như đã nói là chỉ người mệnh kim mà năm nay gặp năm hỏa, cho nên là sức khỏe luôn là vấn đề, không có được thoải mái trong người, lúc nào cảm thấy nóng bức, nó khó không sao. Từ năm nay hỏa nó quá vượng, cho nên là như vậy ha. Gặp tháng thủy thì thủy sinh mộc, kim sinh thủy này thì bị sinh xuất nữa, cho nên là không ngon lắm nữa. Rồi thiên can chữ nhâm thì có cùng hàng can chữ nhâm với lại nhâm tuất, tháng nhâm tuất, cho nên là công việc cũng tiếp tục là một cái tháng tốt đẹp, không có vấn đề gì. Dù rằng là chữ mậu nó khác chữ nhâm của chúng ta, nhưng mà nãy giờ là thấy là tháng 8, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì rõ ràng không có vấn đề gì nhiều. Giờ cả cái nó khác, nhưng mà ở trong nội tiết của nó đỡ đần thì cũng sẽ hy vọng đem lại điều tốt đẹp cho các anh các chị, đặc biệt là các anh với cái sao thủy diệu thì nó không có vui vẻ lắm, nhưng mà các chị với cái sao mộc đức thì làm việc gì cũng thành ha. Rất là dễ, người ta nói mộc đức mộc sức mạnh ha. Địa chi Tuất, mình là ngọ dần ngọ Tuất, thuộc nhóm tam hợp, tốt cho gia đạo, mà không những khi mà có gặp tam hợp thì nó không những tốt cho gia đạo, nó còn tốt luôn, cho nó ảnh hưởng qua cái phần công việc luôn. Như vậy là tốt đẹp. Như vậy tháng 9 là ngoài cái việc chú ý cái bổn mệnh vì bị sinh xuất là kim sinh thủy ra, thì công việc và cái phần địa chi về gia đạo là tốt đẹp ha. Như đã nói là cái chữ mà mẫu nó khắc chữ nhâm, công việc nó có vấn đề, nhưng mà rõ ràng là 6 tháng đầu năm thấy là nó không đến nỗi nào. Tuy nhiên là phải cẩn thận cái bổn mạng, thì do là bổn mạng là đã nói rồi, cái người mệnh kim mà gặp năm mộc là kim nó khắc mộc là đã khó khăn rồi, gặp ngay can mộ thuộc dương ngũ hành hợp hỏa nữa, hỏa đó rất là vượng, nó sẽ làm cho các anh các chị khó chịu. Cho nên là cái phần bổn mạng nãy giờ thấy không, dù là qua 6 tháng cuối năm rồi, đi đến tháng 9 rồi thì cái phần bổn mạng nó vẫn có vấn đề nha. Rồi mình sẽ tiếp tục xét đến tháng 10, một tháng quý hợi.
tháng này tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng tiếp tục là yếu, không tốt đẹp. À, như vậy là cũng tiếp tục là một cái khó khăn. Ha, thiên can chữ quý chữ nhâm á, là không có xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, người ta cũng hay đã nói là nhâm quý là thuộc thủy, cho nên là gọi là nạp âm ngũ hành của thiên can là đồng hàng. À, tốt đẹp, như vậy là ngon lành ha. À, về thiên can, về địa chi hợi với dần. À, người ta gọi là dần thân tỵ hợi, nhưng mà hợi với dần á, lại là lục hợp. Nó nằm trong tứ hành xung nhưng mà nó cách nhau như vậy, nhưng mà nó thuộc lục hợp, là nó đem lại đến nhiều, rất là nhiều thuận lợi, đặc biệt là dễ sinh tài lộc ha. Các mối quan hệ rất là vui vẻ, gặp cái chữ nhâm, nó nhâm quý nó thuộc thành thủy nữa, tiếp tục hợi dần là lục hợp, thì như vậy thì rõ ràng là nó sẽ tốt đẹp cho công việc, cho mọi thứ nhiều hơn. À, rõ ràng với cái tháng 10 này cũng là tiếp tục được tốt về gia đạo, tốt về công việc, nhưng bản thân cái sinh xuất của mà sẽ làm cho các anh các chị không có được thoải mái lắm, vẫn phải để ý về cái bổn mạng của mình chút xíu, và gọi là bổn mạng không được tốt đẹp. À, nhưng mà không quá to lớn đâu, với những cái thiên can và địa chi mà được tương hợp như này thì nó sẽ kéo theo các cái tinh quân tốt, giữ các cái tinh quân tốt không có bị tối đi, làm cho cái công việc mà mọi thứ của các anh các chị nó hanh thông. Rồi tiếp đến là tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Giáp Tý. À, khi mà Giáp Tý thì thuộc kim. À, như vậy là kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ổn. À, tại tháng 11 mới thấy được cái bổn mạng ngon lành ha. À, thiên can giáp nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, tiếp tục công việc cũng không có vấn đề ha. Tuy nhiên là thiên can là chữ giáp nó thuộc mộc, chữ nhâm nó thuộc thủy, như vậy là thủy sinh mộc, nó vẫn nằm trong cái vòng tương sinh. À, thủy sinh mộc lại là tốt đẹp, dễ sinh tài lộc, có tiền. Tuy rằng là thấy là chữ mộc nó khác nhâm, nhưng mà không phải là cứ thấy nó khác hết là xui, rõ ràng là cũng có những điều tốt đẹp. Rồi Tý dần thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, lại được tiếp tục tương sinh của nạp âm ngũ hành của địa chi, lý do là Tý thuộc thủy, dần thuộc mộc. À, tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, như vậy là tiếp tục tháng 11, tháng Giáp Tý là một tháng ngon lành đối với người nhâm ngọ. À, vì sao? Vì khi đó là kim nó đồng hàng rồi, sức khỏe không có là vấn đề nữa ha, thời tiết mát mẻ, các anh các chị cũng khỏe khoắn hơn ha. Người mình kim mình gặp mát mẻ thì tốt hơn là gặp lửa. Thiên can thì không xung không khắc, lại còn được nạp âm ngũ hành tương sinh thủy mộc. À, tiếp Tý dần cũng vậy, thì rõ ràng là tháng 11 là tháng tốt đẹp. À, dễ sinh tài lộc cho các anh các chị. Tiếp tục, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 chính là tháng Chạp, người ta còn gọi là tháng Ất Sửu, một tháng kim. Tiếp tục mệnh kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, rất là ok. Thiên can nhâm Ất cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Về người cũng về mặt nạp âm ngũ hành thì ha, nhâm thì thuộc thủy, giáp Ất thì thuộc mộc, như vậy nó vẫn thuộc dòng tương sinh. Tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc. Sửu dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khác nhau. Không có tương hợp luôn. Như vậy tiếp tục là một tháng tốt đẹp. Như vậy tháng 11, tháng 12 lại là tốt đẹp cả ba thứ luôn. Tóm lại rằng người mà nhâm dần sinh năm 1962 thì 4 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là những tháng cần để ý về bổn mạng chi xíu. Còn tháng 11, tháng 12 thì tốt đẹp. Còn về mặt công việc thì có thể nói là 6 tháng cuối năm với rất là nhiều cái sự thuận lợi và hanh thông, hy vọng sẽ đem lại tài lộc, nhất là những người mà nữ mạng với sao một đức chứa mạng, có rất là nhiều cái cơ hội để phát triển về tài lộc, dễ dàng mà có được những thứ mà mình mong muốn. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi nhâm dần của các anh các chị. Hy vọng rằng nó là cái hành trang, nó là cái thông tin
bổ ích mà các anh các chị ứng dụng vào cuộc sống để mà có những cái thắng lợi trong làm ăn cũng như bảo vệ bản mệnh của mình một cách tốt nhất. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người tuổi Nhâm Dần được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai xem và chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo về tử vi, về vận hạn của tuổi của mình hoặc là người thân để mọi người ứng dụng vào cuộc sống một cách tốt đẹp nhất. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.